Phiên giao dịch vừa rồi, thị trường ta vẫn tiếp tục duy trì biên độ sideways và bắt đầu có sự dịch chuyển dòng tiền. Cụ thể VN chỉ tăng 5,55 điểm so với phiên trước và đóng cửa mức 1.258,28 điểm. Giá trị giao dịch ở mức trung bình 23.731,68 tỷ. Và tại vì sao em nói chúng ta đang có sự dịch chuyển dòng tiền? Thì chị để ý hai tuần gần đây đi, hầu như blue chip nó không tăng, nhưng những cái nhóm mid cap tăng khá là mạnh. Thì chị nhìn qua con MBB, hai tuần nay nó đi ngang khá là lâu. CTG tương tự như vậy, hay nhìn qua Vinamilk cũng là đi ngang, hay là MWG. Anh chị thấy này, nó về biên dưới thì lên lại biên trên. Mặc dù tăng gần đây khá mạnh nhưng anh chị thấy nó vẫn ở trong biên này, được gọi là biên gì? Biên sideways thôi chứ không phải là gọi là cái nhịp tăng. Nhưng chị nhìn qua những cái nhóm mid cap như con gì à? Con DGC tăng mạnh không? Tăng khá mạnh. FRT tăng cũng rất là mạnh. GMD nó cũng tăng mạnh, hay là LCG cũng tăng mạnh này, FTX nó cũng tăng mạnh này, thì đó được gọi là gì? Cái sự dịch chuyển dòng tiền. Thì khi chúng ta thấy được sự dịch chuyển dòng tiền đó, chúng ta phải theo được cái dòng tiền, chúng ta mới tối ưu hóa được biên độ lợi nhuận, chứ không phải là lúc thì chúng ta đánh blue chip chúng ta lao vào chúng ta đánh mid cap, còn lúc thì chúng ta đánh mid cap chúng ta lao vào đánh blue chip thì làm sao có biên độ lợi nhuận được. Đoạn này anh chị đánh đi, những cái mã phiếu mid cap có lãi không, làm gì có lãi, anh chị kiểm nghiệm lại xem DC World nó có tăng không. Đoạn này này thì chúng tăng cả đống như này này, anh chị đánh DC World làm gì có lãi này, đánh VND có lãi không? Không có lãi, đích cũng không có lãi này, rõ ràng là đánh không có lãi. Nhưng chị đánh những mã phiếu như con CTG mới có lãi này, rồi blue chip thêm con gì nữa à, con PVG có lãi không? Vẫn có lãi này, nó đi lên tới đây nó dựng nhẹ dựng lên, mặc dù lãi không nhiều nhưng vẫn gọi là lãi. Rồi chị nhìn qua những cái mã cổ phiếu gì nữa à, như con Masan đi, hay là Binz đi, nó vẫn đem lại biên độ lợi nhuận khá nhiều. Nhưng mà cái đoạn này chị thấy đánh blue chip hầu như không có lãi, nhưng chị đánh ngược lại nhưng mà phía mid cap mới có lãi, đúng chưa à? Nên chúng ta phải theo dõi cái dòng tiền để chúng ta lên cái phương pháp đầu tư sao cho nó tối ưu. Và trong thị trường này nó luôn luôn có sự dịch chuyển liên tục như vậy, quan trọng là tôi mình có phát hiện được hay không. Thì bây giờ em sẽ lấy ví dụ cho tư để dễ hình dung này. Thì em chia chúng ta ra làm 3 phần. Thì phần đầu tiên hình dung được gọi là blue chip, phần thứ hai lần tròn được là gọi là mid cap, và cái phần thứ ba hình tam giác được gọi là gì ạ? À? Là cái nhóm penny. Và khi chúng ta có dòng tiền đổ vào đánh blue chip thì chị thấy đi, hai dòng penny và mid cap nó không tăng, nhưng khi mà dòng tiền bắt đầu chảy qua những cái nhóm gì ạ? À? Cái nhóm gọi là mid cap và penny sao ạ? À? Thì hai cái nhóm này mới tăng, nhưng mà ngược lại cái nhóm này không tăng, tại vì dòng tiền sẽ luân chuyển liên tục như vậy, nên chúng ta phải theo được những cái dòng tiền như thế để chúng ta đánh sao cho nó chuẩn chỉnh. Và đối với những cái phương pháp phân tích kỹ thuật thì nhìn chung thì chúng ta nó vẫn tiếp tục là gì, duy trì một cái trend xu thế tăng về trung và dài hạn. Và cái sự dịch chuyển trong tiền lực đó là nó báo hiệu chúng ta nó bước vào cái uptrend, và thị trường chúng ta bước uptrend sao thì chúng ta phải kiếm được thật nhiều tiền. Thì kiếm được thật nhiều tiền thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải xông vào, chúng ta đánh, chúng ta phải kiếm được nhiều tiền, chứ không phải là thấy thị trường uptrend chúng ta cứ đứng ngoài thì làm sao kiếm được tiền. Và lúc này nhìn chung thì chúng ta cũng đã bắt đầu gì à? Có những tín hiệu gì à? Tạo ra những cái trạng thái cân bằng rồi, và những cái yếu tố khả năng sắp tới nó sẽ bắt đầu đi sideways thêm chứ sẽ chưa tăng ngay. Và kỳ vọng thì chúng ta nó sẽ bắt đầu nó đi sideways biên 1.270 đến biên 1.250, 240 gì đó trong khoảng là một tuần tới. Tại vì sao nói như thế? Tại vì ở đây anh chị thấy xuất hiện những cái vân tăng nhưng giá không hề tăng. Cái vân tăng giá đâu có tăng đâu. Khớp lệnh 890 triệu phiếu mà chỉ tăng nó khoảng là 5,55 điểm. Trong khi đó anh chị thấy đi, cái phiên này khớp lệnh 769 triệu đã tăng nó khoảng là 13,51 điểm rồi. Tại vì sao ở đây vân tăng giá tăng nhưng ở đây vân tăng giá không tăng, thì chứng tỏ đây xuất hiện cung. Xuất hiện cung sao thì phải cần tích lũy sẽ quay để hấp thụ lên cung, thì sẽ tạo ra cái biên cân bằng và sẽ có những yếu tố rung lắc trong cái tuần sắp tới. Nhưng mà rung lắc cũng sẽ là cơ hội đầu tư để mình chọn cổ phiếu mạnh và chọn cổ phiếu dẫn dắt để đầu tư thôi, chứ không phải là những cái yếu tố quá tiêu cực. Ví dụ như ở đây chị thấy thì chúng ta cũng hở cái gáp này, chứng tỏ chúng ta cũng hơi tăng nóng, thì nó phải cần có những yếu tố nó nguội lại để chúng ta nó không bị nóng quá. Ví dụ như thì chúng ta bị nóng quá thì sẽ tạo ra hiệu ứng bong bóng thì sẽ kết thúc nhanh. Còn nếu mà chúng ta nó lên bền vững sao à, thì nó sẽ cần những yếu tố cân bằng, nó lên 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 từ từ mới đi đi, đi lên được xa được, nó phải xây nền mới đi được xa chứ. Hoặc là giống đoạn này chúng ta này, nó hở gáp này, nó bắt đầu xuất hiện những cái vân tăng giá có tăng đâu, thì sau đó sẽ bắt đầu này nó sideways rung lắc một thời gian này mới vào cái trend sóng mới này. Đoạn này lên đây này xuất hiện cái vân tăng giá có tăng không, không tăng thì sao, nó sẽ bắt đầu sideways lại một thời gian này đó mới bắt đầu này đi lên tiếp. Hoặc đoạn này cũng tương tự như vậy thì chúng ta lên nó phải chỉnh chứ, nó phải cân bằng chứ, còn rung lắc nó mới bắt đầu lên tiếp chứ. Thì này em đánh giá thì chúng ta sẽ có kịch bản đi đi sideways, nhưng trong những biên sideways này nhà đầu tư vẫn có thể tập trung vào cổ phiếu bình thường, tại vì cổ phiếu nào mạnh nó vẫn mạnh, cổ phiếu nào yếu nó vẫn yếu. Ví dụ đoạn này anh chị thấy thì chúng ta sideways chúng ta không mua, chúng ta chờ chỉnh mạnh nó mua, nhưng mà nó không chỉnh mạnh thì sao ạ? À? Thì chúng ta phải bắt đầu chúng ta chọn những cổ phiếu nào nó đánh trong biên sideways này chúng ta mua. Ví dụ đoạn này anh chị thấy đi, đánh những mã phiếu như GVR này,
nó vẫn tăng này, nó tăng khá là mạnh này, chứ đi ngang rũ bỏ gì, nhưng mà những GVR đúng điểm chị vẫn mua bình thường. Chứ đầu tư mình cứ chờ chỉnh mạnh, chị không mua thì nó vô cái điểm đánh luôn thì sao ạ? Chị thấy đoạn này là đâu mua kịp nó đâu. Rõ ràng phiên này đang chị chờ chỉnh mạnh mua, nhưng mà mua cái điểm này mới là điểm mua đúng nhất. Rồi tiếp tục chị thấy DGC đi. Nó chỉnh cái này nó phải siêu phẩm không? Nó là siêu phẩm. Hay FRT này xuất hiện cái điểm mua ở đây thì chị mua ở đây, chứ đầu tư mình chờ chỉnh đây thì sao, thì sẽ bỏ lỡ cái điểm mua đẹp của nó. Chúng ta cứ tập trung vào cổ phiếu là chính. Quan trọng ấy là chúng ta phải quản trị được rủi ro. Lúc nào chúng ta cũng rủi ro, quan trọng ta có quản trị được hay không. Và quan điểm của mình, thị trường cứ tập trung cổ phiếu thôi, chứ cũng không phân tích quá nhiều vào thị trường nữa. Tại vì chị biết rằng ấy, khi phân tích thị trường chúng ta chỉ phân tích hai điểm thôi. Thứ nhất, khi nào vào đánh và khi nào thoát ra. Vào đánh là khi xuất hiện một phiên bùng nổ đa này, xuất hiện một phiên tăng mạnh về giá khối lượng, là cái khối lượng nó phải gấp 1,5 đến 2 lần khối lượng trung bình 10 phiên. Và cái gì nữa ạ? À? Cái biên độ giá của nó phải tăng trên 1,5%, thì chính thức bước vào một cái xuống tăng. Thì phiên này thì chúng ta cứ all in, chúng ta nhảy và chúng ta đánh. Còn lúc nào thì chúng ta xuất hiện gì à, phiên gọi là up top 3 này, chúng ta mới bắt đầu chúng ta thoát ra khỏi thị trường, tại vì nó bắt đầu nó gãy trend. Nên chúng ta chỉ phần cần phân tích hai ý đó thôi. Ví dụ ở đây thì chúng ta lại xuất hiện bùng nổ đà thì cứ vào múc hút xúc. Còn lúc chúng ta xuất hiện những cái phiên gì à, up top 3, chúng ta bắt đầu chúng ta thoát ra ngoài. Những phiên up top 3 chúng ta bắt đầu chúng ta thoát ra ngoài, rồi chúng ta đứng ngoài chúng ta chờ tín hiệu thêm. Và xuất hiện những phiên up top 3 sau chúng ta thoát ra ngoài. Hoạt động này này xuất hiện bùng nổ đà này, vào đánh, cũng xuất hiện up top 3 chúng ta sẽ rời khỏi. Và chúng ta chưa xuất hiện tín hiệu gì hết thì chúng ta đừng có lo lắng về thị trường quá nhiều. Và chúng ta nó uptrend thì nó sẽ luôn luôn có sự dịch chuyển dòng tiền liên tục như vậy. Và đoạn này thì em sẽ phân tích về cổ phiếu, chứ sẽ không phân tích quá nhiều vào chỉ số nữa. Thì chúng ta mua là mua cổ phiếu, không phải mua vào index. Thì đoạn này anh chị thấy đây, hầu như những mã phiếu mid cap cũng bắt đầu đẹp đẹp lại dần, nên chú ý những cái nhóm ngành đó. Và đầu tiên là em sẽ phân tích qua một vài cái nhóm mà đang hot hot đi, giống như ngành cảng biển đi. Đoạn trước em nói nhà đầu tư mình có một GMD này, ai đánh được con này thì bây giờ sao ạ? À? Bây giờ cũng khá là ổn rồi, tại vì khá là ngon rồi, tại vì sóng tăng khá mạnh. Và cái firm con này tại vì sao tăng mạnh như thế, tại vì nó có một cái mẫu hình rất là kinh điển trong thị trường này. Nó là mẫu hình gì? Ba nền tảng giá. Và ba nền tảng giá này nó sẽ được hình thành như thế nào, thì khi nào nhà đầu tư mình thấy cái nền tảng số 3 mà nó bắt đầu chạy từ điểm số 3, đó sẽ là điểm mua đẹp nhất. Ví dụ đây là cái nền tảng số 1, dòng tiền lớn vào đánh lên. Đây là cái nền tảng số 2, dòng tiền lớn đánh lên, bắt đầu tạo nền tảng số 3. Thì cái điểm mua đẹp nhất là điểm mua nào? Có phải là điểm mua tại nền tảng số 3, và từ những phiên break lên thì sẽ bước vào giai đoạn gì? Chạy mạnh nhất của một chu kỳ của cổ phiếu. Và nó sẽ luôn luôn lặp đi lặp lại về những mô hình này, và chúng ta phải quan sát xem những mô hình này nó thường xuyên xuất hiện hay không, để chúng ta tiền chọn những điểm mua và chúng ta mua và nắm giữ sao cho đúng. Giống như con gì? Trong quá khứ con 55 á. Và tại vì sao có những cái mô hình lặp đi lặp lại liên tục như vậy? Tại vì chị biết rằng ấy, ông Jesse Livermore ông nói rằng ấy, là thị trường nó giống như những ngọn đồi vậy, những gì đã diễn ra trong quá khứ thì sẽ tiếp tục xuất hiện trong tương lai. Hoặc là ông nói rằng phố Wall không bao giờ thay đổi. Và cái gì ạ? Dòng tiền không bao giờ thay đổi, những gì ạ? Nhưng mà tâm lý con người cũng sẽ không bao giờ thay đổi theo thời gian. Giống như ở đây anh chị thấy đi, mẫu hình gì ạ? Đây, nền tảng 1, tiền lớn đánh lên. Nền tảng 2, tiền lớn đánh lên. Bắt đầu, nền tảng 3 thì đâu điểm mua đẹp nhất của nền tảng 3? Đây có phải điểm mua đẹp nhất không? Đây nó sẽ bước vào giai đoạn gì? Chạy nước rút. Chứ giai đoạn nền tảng 1, nền tảng 2 anh chị mua thì chờ cái biên độ tích lũy của nó khá lâu. Nhưng mà anh chị mua từ nền tảng số 3, cái dòng tiền vào mạnh nhất ở đây là điểm mua đẹp nhất. Anh chị mua điểm này thì sao? Thì cứ nắm giữ thôi, để ăn cho dài. Trong thị trường này không quan trọng bạn đúng hay sai, khi bạn đúng thì bạn phải lãi lớn, và khi bạn sai các bạn cắt lỗ ít thôi, thì chúng ta mới bắt đầu gì, chúng ta nắm được chiến thắng trên thị trường này được. Nên cái điểm mua GMD đúng là cái điểm nào, có phải là cái điểm này không ạ? À? Thì cái điểm kích hoạt dòng tiền là điểm vào này, rồi mua được điểm này cứ nắm giữ. Còn bây giờ muốn mới được không, mua mới thì chúng ta phải chờ chỉnh hoặc cân bằng tới mua. Còn hầu như mình khuyến nghị các bạn mua là mua ở đâu, những cái phiên cân bằng sẽ quay ở đây là mình đã khuyến nghị các bạn mua rồi. Bạn có thể xem lại những video trước đi, mình nhắc những cái nhóm ngành về cảng biển khá nhiều, tại vì nó có sóng. Sóng là gì? Là có dòng tiền vào đánh lên và nó đồng thuận về dòng. Giống như AH đi, đoạn trước này dòng tiền đánh lên, nó lên hết mà. Mình chỉ thấy những mã cổ phiếu như Sài Gòn Bond cũng đánh lên hết mà. Post cũng bắt đầu có những tín hiệu đánh lên, hay Phú Tài nó cũng đánh lên mà. Thì đây là dấu hiệu gì? Đây là dấu hiệu sóng dòng. Chúng ta phải xong và chúng ta đánh những cái nhóm này chúng ta mới kiếm được biên độ là nhiều. Chứ từ cứ xong vào đánh những cái nhóm như bất động sản có sóng đâu mà đánh. Giống như DG này có sóng đâu mà đánh, hay BDR này có sóng đâu mà đánh. Khi nào có dòng tiền vào các bạn hãy vào, còn đừng có cố gắng mà cầm đèn trước ô tô. Ví dụ các bạn cầm đèn trước ô tô khi mà cái dòng tiền chưa vào đánh, lỡ nó xuất hiện những nhịp trụ sao? Ví dụ con DG đi, các bạn né được cái nhịp trụ này không? Ví dụ như dòng tiền chưa vào đánh này, nó vẫn sideways sideways, nó chưa có dòng tiền vào cực cực đại đánh, nó cứ
sideways này nó đạp xuống cái xong bắt đầu nó kéo lên nhẹ nhẹ này mà chưa dùng tiền lớn vào đánh và chưa xác nhận, ví dụ giống như đoạn này nó đạp thêm cái nữa thì sao? Thì hầu như các bạn này ở trên đây mua đến đây cắt lỗ hết này, tại vì các bạn đứng dưới chân người khổng lồ, nhưng mà khi bạn đứng trên vai người khổng lồ sao ạ? Thì bạn sẽ rất an toàn, tại vì họ không thể đạp bạn, nhưng mà các bạn đứng dưới chân người khổng lồ sao? Thì họ sẽ đạp bạn. Nên bạn cứ chọn những cái con nào có dòng tiền vào đánh trước thôi, chứ bạn đừng có cố gắng cầm đèn trước ô tô. Giống như đoạn này các bạn đi, giống như con DG với kênh hiện tại không? Này nó chưa dùng tiền vào đánh, bạn cứ xong vào đánh trước đi thì sao ạ? Thì rất dễ dàng gì ạ? Nó bị rủ và rủ nhau tôi sẽ rất dễ dàng cắt lỗ ngay đáy, rồi sau đó sẽ không dám mua trở lại. Giống như đoạn này đi rủ một cái đây nhà tư bán rồi hết dưới đáy này, bây giờ lên trên cao dám mua không, làm gì dám mua, vừa bán giá thấp lên cao làm gì dám mua. Nên ta phải biết được phải chờ đợi những cái dòng tiền tổ chức họ vào họ bảo kê. Nên những mã phiếu như GMD dòng tiền bảo kê chúng ta cứ vào những cái phiên gì ạ, nô sập này rồi bắt đầu xuất hiện tích cung này là điểm mua chuẩn này, hoặc là cái điểm break lên là cái điểm mua đầu tiên là điểm mua chuẩn nhất, hoặc là giống như cái firm FRT các bạn xem lại video trước đi, mình có nhắc con GMD khá nhiều. Giống như ở đây này cái firm mẫu hình ba nền tảng giá này, đâu nền tảng số 1 này, nền tảng 1 này tiền lấn đánh này, nền tảng 2 này đó đầu gì ạ, tiền lấn đánh này, bắt đầu nền tảng 3 này, đây điểm mua đẹp nhất này, các bạn mua các bạn nắm giữ đi, thắng không, thắng lớn luôn ấy, tại vì nó có dòng tiền vào. Chúng ta phải chọn được cái dòng nào dòng mạnh ta đánh. Còn bạn nào mà mua được GMD thì bây giờ nắm giữ thôi, còn mua mới thì làm sao có điểm mua mới. Mua mới chúng ta phải mua gì, mua những cái trạng thái cân bằng hoặc tích lũy thêm ta mới mua, chứ đừng có mua mới ở những cái lúc mà gì ví dụ như nó đang kéo 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 lên như này, bạn mua mới để chỉnh số nhịp rồi bắt đầu cân bằng các bạn giữ được không, rất khó để giữ. Nên mua mới thì hầu như đó mình sẽ không mua, có thì cứ nắm giữ thêm, hoặc là nếu muốn mua thì chờ canh chỉnh mạnh mới tham gia được. Còn mã phiếu này mình đánh giá rằng nó sẽ còn một đi lên mục tiêu khá xa, tại vì nó là cổ phiếu mạnh. Tại vì sao? Tại vì nó vượt đỉnh luôn luôn cổ phiếu mạnh. Bạn nhìn đi, nó còn đỉnh nào không? Nó không còn đỉnh nào thì chứng tỏ nó rất mạnh. Và những cái mã cổ phiếu siêu phẩm trên thị trường luôn luôn là cổ phiếu vượt đỉnh, chứng tỏ là doanh nghiệp nó tốt, làm ăn lợi nhuận tốt nó mới đánh. Ví dụ như các bạn đang là một cái người nắm giữ cổ phiếu như con Gamadex đi, biết được cái tình hình kinh tế của con Gamadex này nó ổn định, thì các bạn có muốn bán cho đầu tư này giá thấp hay không? Làm gì muốn bán đúng chưa ạ? Thì tổ chức họ sẽ không muốn bán cho bạn giá thấp đâu, nên cổ phiếu nào cao nó sẽ còn cao nữa, còn cổ phiếu giá thấp nó sẽ còn thấp nữa. Giống như Vinamilk từ năm trước tới năm nay này, năm 2017 đến bây giờ đi, các bạn thấy đi, đánh cổ phiếu dưới đáy này có lãi không? Không có lãi. Nhưng bạn đánh cổ phiếu lên cao thì có lãi, như FRT này vượt đỉnh vẫn vượt đỉnh tiếp, hay DGC chu kỳ phía trước các bạn xem đi, ở đoạn này này các bạn thấy đi, cái chặt từng của nó đâu giá 18 bạn thấy chê nó cao quá không mua, nó lên tận giá 24 chê cao vẫn không mua, lên 35 các bạn không mua, hay lên 65 các bạn không mua, lên đâu khoảng 120 đúng không ạ? À, giống như con gì nữa à, con FPT này các bạn thấy mấy năm trước đi, nó đến vượt đỉnh đâu giá 21 các bạn không mua, bắt đầu lên giá đâu khoảng là 28 các bạn không mua, nhưng bắt đầu lên giá đâu khoảng 66 thì bạn lại thấy cao, thì sao nó vẫn còn cao nữa, bây giờ giá 110 rồi. Nên bạn phải biết trên thị trường này cổ phiếu mạnh là luôn luôn là những cổ phiếu vượt đỉnh, chúng ta cứ tập trung vào cổ phiếu mạnh ta đánh thôi, chúng ta đánh những cổ phiếu yếu làm gì? Các bạn thấy những mã cổ phiếu yếu như con gì, giống như con SAB đi, cổ phiếu yếu này, rồi bạn thấy AG đi, cổ phiếu yếu này ở dưới đáy thì vẫn mãi mãi dưới đáy thôi, còn khi nào mà trên đỉnh thì sao, nó sẽ mãi mãi trên đỉnh. Nên quan điểm của mình thì đánh cổ phiếu mạnh chứ mình sẽ không đánh cổ phiếu yếu làm gì. Các bạn có thể so sánh cổ phiếu mạnh cổ phiếu yếu xem những cái mã cổ phiếu nào nó đem lại biên độ lợi nhuận nhiều nhất đúng không ạ? Chúng ta phải chọn được cổ phiếu mạnh ta đầu tư. Gamadex hiện tại đang khá mạnh đó. Rồi tiếp tục có HAH nữa này, nó cũng đang có những tín hiệu sóng dòng. Thì cái firm của nó cứ bò lên đánh tương tự con gì? Đánh tương tự như con GVR. Thì bạn thấy đi, ở đây là dòng tiền vào kích hoạt từ cái nền số 2 đánh lên và cũng mẫu hình là mẫu hình vai đầu vai. Đây này vai này, đầu này. Đây là vai của nó này. Sau đó dòng tiền vào đánh lên này, bắt đầu sideways dòng tiền vào đánh lên này, và khi bạn thấy một cái dòng tiền vào đánh lên nó thoát ra được liền chưa? Làm sao thoát ra được liền các bạn? Vô đây tổ chức là cái biên tích lũy sideways là biên gom hàng của họ, và khi họ đánh lên như thế này làm sao thoát hàng ra khi nó chưa đủ biên? Tại vì trong thị trường này sẽ có quy luật quyện nhân và kết quả, giống như con CTR, tích lũy ngắn tăng ngắn và tích lũy dài tăng dài. Đây tích lũy ngắn này tăng ngắn, tích lũy ngắn tăng ngắn, nhưng mà tích lũy dài hơn sao à? Nó sẽ tăng dài hơn tí, tích lũy dài hơn sao, nó sẽ tăng dài hơn tí, thì tích lũy dài hơn sao, nó sẽ tiếp tục nó tăng dài hơn. Đó là quy luật quyện nhân kết quả. Nên những cái nền như thế này các bạn thấy đi, nó phải có đủ biên độ tăng giá nó mới bắt đầu thoát hàng ra được. Còn đối với mình thì ở đây các bạn yên tâm nắm giữ, nó cũng đang có những trạng thái bước vào gì một con sóng lớn. Rồi tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như con gì nữa ạ, à? Như con BTB đi thì như thế nào? BTB nhìn chung thì mình đánh giá nó cũng khá mạnh,
Và ở đây thì mã phiếu này thanh khoản hơi thấp, với lại đoạn trước nó hơi bỏ cung, nên nhà đầu tư nào mình có thì phù hợp với việc chúng ta nắm giữ thôi. Còn đánh đánh những mã cổ phiếu ấy mà nó thanh khoản lớn, ta sẽ dễ ra dễ vào hơn. Chứ bạn thấy đi, có những lúc mà nó giao dịch thanh khoản khá bé, có 52.000, thì đây rất dễ dàng bị điều phối. Và khi bị điều phối sợ thì chúng ta sẽ rất khó để chúng ta có thể là giao dịch. Ví dụ bạn thấy nó lên thì lên cũng rất là nhanh, nhưng mà khi các bạn thấy rơi đi, nó rơi kịch biên như thế này, làm sao bạn thoát thoát rất là khó. Nên chúng ta đánh đánh những mã phiếu như Gamma Đét này, hay đánh những mã phiếu như con HAH này, nó sẽ ra vào dễ dàng hơn. Chứ tội gì các bạn đánh những mã cổ phiếu gì như con gì à? Con BTB làm gì, những con này mặt kia nó cũng không cao nữa. Ví dụ các bạn đánh mặt kia đây, các bạn sử dụng mặt kia đúng đi, ví dụ các bạn đánh đâu khoảng có khoảng là 50% tiền, các bạn đánh thêm 50% mặt gain, thì nếu các bạn lãi sao, các bạn sẽ lãi gấp đôi. Còn đánh những mã phiếu không mặt gain thì bạn lãi 10% thì nó cũng sẽ bằng những mã cổ phiếu lãi 5% khi đánh mặt gain thôi. Quan trọng ta phải chọn được những mã phiếu mặt gain khi chúng ta vào uptrend, chúng ta đánh nó mới bắt đầu gì ạ, nó bắt đầu nó nở gì ạ, nở những cái lượng tài sản nó rất là nhanh. Chứ mà khi chúng ta nó vào những cái gì uptrend mà các bạn cứ đánh những mã phiếu mà nó penny rồi tăng chậm, thì bạn sẽ rất khó để có thể nhanh cái tài sản bạn lên. Nên mình thường thường đánh mặt gain với đánh những mã phiếu của blue chip thôi, nó sẽ rất dễ dàng ra vào, nó cũng sẽ không có rủi ro. Hoặc là các bạn khi bạn kẹp hàng đi, các bạn nắm giữ mã cổ phiếu gì blue chip 5 10 năm cũng sẽ về bờ. Nhưng đánh những cái mã cổ phiếu mà nó không có cơ bản tốt, đánh những mã cổ phiếu mà nó bò cung đi, có khi các bạn mất luôn cái tài sản của bạn, giống như FLC, ROT gì đó. Nên bạn phải hiểu được chúng ta phải đánh được những mã cổ phiếu gì à, những cái mã phiếu gọi là cơ bản tốt, thanh khoản cao. Tiếp tục là những mã cổ phiếu của nhóm gì, nhóm công nghệ đi, như FPT này. Mình nói đoạn này có sóng dòng của công nghệ thì đầu tư mình đánh những cái sóng này các bạn lãi to rồi. Chứ đánh những cái nhóm như bất động sản làm gì các bạn, giống như FPT mình khuyến nghị bạn từ ở dưới đáy hoặc đánh trên đây vẫn lãi nhiều. Hay là CTR đi, mình nói các bạn ở đâu dưới đây này các bạn mua lãi rồi. Hay là những mã cổ phiếu như con gì LV, LC này, hầu như mình nói các bạn những cái điểm rủ này các bạn thể tham gia này. Tại vì sao, nó có sóng dòng, các bạn đánh những mã phiếu này có lãi không, bây giờ có lãi rất là nhiều. FPT cũng lãi khá nhiều, các bạn không đánh, các bạn đánh những mã phiếu gọi là kênh dưới hay là những cái cổ phiếu không có dòng tiền, các bạn đánh khi nào mới có lãi được. Nên đối với mình FPT các bạn nào có thì cứ nắm giữ, còn mua mới được không, mua mới thì đó mình thì canh chỉnh hay mua, chứ sẽ không mua trong cái đà tăng của nó. Ví dụ như các bạn mua thì bạn mua trong những cái nhịp gọi là ví dụ như đang trong đà tăng thì canh những nhịp chỉnh chỉnh hoặc cân bằng sẽ quay chúng ta mới mua. Chứ bây giờ nó kéo lên cao, bắt đầu kéo lên giật về giật lên như thế này, bạn đu 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 trên đây lỡ dính nhịp chỉnh các bạn cắt lỗ ra thì lại ngay đáy. Cái điểm mua sẽ quyết định điểm bán. Ví dụ các bạn mua, mua đâu, các bạn mua ở những cái nền, ví dụ như ở cái nền này các bạn mua thì bạn sẽ không cắt lỗ. Hoặc các bạn mua đâu ạ, ở những cái nền này các bạn mua, cho bạn mua cái nền này đi sẽ không mất lỗ, hoặc cái nền này các bạn mua sao nó vẫn không cắt lỗ. Nhưng mà các bạn mua trên đây đi, sao là các bạn cắt lỗ không, đương nhiên phát lỗ rồi. Tại vì sao, từ đây tới đây sao ạ, lỗ đó khoảng 400, theo nguyên tắc là 400 cắt nửa, 800 cắt hết, vượt và các bạn vượt cái lỗ xa ra sẵn lại bật tăng. Nhưng mà trên trường này bạn không có lỗ, lỡ đúng bước vào trend thì sao, nó sẽ đi luôn cái tài khoản bạn. Nên vì sao chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc và chúng ta chọn điểm mua cho nó đúng, điểm mua sẽ quyết định điểm bán. Nên vì sao những cái điểm mua mua đúng đẹp nhất của nó, điểm mua ở đây họ điểm mua đẹp nhất của nó đâu ạ, là những cái điểm tại nền hoặc điểm vươn lên đầu tiên. Chúng ta mua chúng ta có điểm stop loss rõ rõ ràng thì chúng ta sẽ mua, chúng ta nắm giữ và chúng ta mới có thể lãi lớn được. Đối với FPT, FPT cũng là một hình gì ạ, vai đầu vai, cái firm của nó cũng tương tự như GVR thôi, vai này đầu này vai này. Nên nhiều tư là mình mua được đối với FPT cấm giữ. Mục tiêu của con này mình đánh giá, mục tiêu đầu tiên của nó là lên dùng giá 115, 116, mục tiêu thứ hai 120, 121 gì đó. Thì trước mình có đo cái Fibo ra Nasdaq ra thì nó lên tầm 120, 121 gì đó. Thì đầu mục tiêu đầu tiên là lên 112 nữa, nó sẽ cân bằng sideways đến đây, nó chỉnh chỉnh, bạn có thể canh mua rồi canh đến tay cầm lên giá khoảng 120 để bán. Và đánh giá cái firm nó tương tự như cái đoạn nào ạ? Đánh tương tự đoạn này này, nó tạo ra một hình gì? Vai này, đầu này, rồi bắt đầu này tạo ra cái vai này đó, rồi bắt đầu dòng tiền vào đánh lên này, rồi bắt đầu nó sideways lại một giai đoạn này, nó sideways này thì đoạn này bắt đầu cũng sideways này, nó lên trên đây khả năng gì ạ, nó giật giật lên bắt đầu nó sideways, nó xuất hiện những cái nhịp rung lắc ấy, thì bạn canh vào bạn lấy để ăn cái nhịp chạy rút lên trái 120 đó, mã cổ phiếu gọi là FPT. Còn mã phiếu này nó vẫn đang mạnh mà, nên đánh những mã phiếu này được. Còn CTR này nó vẫn mạnh nhưng mà thanh khoản nó khá là thấp, nhà đầu tư mình vào vào thì nó dễ nhưng mà ra ra rất là khó. Giống như đoạn này bạn thấy vào mua 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 dễ lắm, nhưng mà khi nó rơi này các bạn thoát hàng được đâu, bán tụt mấy giá sau bán. Nên đánh thì đánh nhưng mà phiếu gì ạ, ưu tiên thanh khoản lớn thì FPT là lựa chọn hàng đầu với dòng công nghệ, canh chỉnh có thể tham gia được. LC tương tự CTR thôi, nhờ tương nào mà đánh tiền ít thì có thể tham gia, mà muốn gì ạ, tỷ lệ sinh lợi cao thì đánh những mã phiếu này nếu tiền ít, còn tiền nhiều thì FPT là ưu tiên hàng đầu rồi. Tiếp tục là đến nhóm gì ạ, nhóm dầu khí đi. Dầu khí thì có BVD cũng vào sóng này. Thì hôm trước mình cũng nói các bạn những cái điểm mua ở dưới cái nền hoặc là những cái điểm mua tại những cây
tiền vào đầu tiên là những dòng tiền vào cực đại, xác nhận dòng tiền lớn của tổ chức họ vào họ đánh. Và đối với một cái nền ấy, từ cái nền số 2 đi lên thì các bạn thấy đi, thường thường đâu phải tăng 5-7%, đâu phải tăng 30-50%. Nếu cái nền tích lũy 8 tháng như này đi, một tổ chức họ vào họ đánh lên làm sao thoát ra lượng hàng, thì họ phải làm gì, họ phải đủ biên độ để họ thoát ra lượng hàng. Và mô hình này cũng là mô hình VIN. Ví dụ như ở đây bạn thấy đây là gì, SC thì đây là AR, thì đây là điểm gì ạ, ST thì đây là điểm Spring, thì điểm này là điểm gì ạ, điểm test lại này, test lại gì ạ, test lại cái mẫu hình gọi là Spring. Thì Spring này là những cái gì ạ, những cái điểm test lại Spring đẹp, thì đây là điểm vào, điểm pivot đầu tiên điểm vào. Và các bạn vào đúng điểm này đi, các bạn xem là kênh video của mình ngày 5 tháng 2 mình có nói rất nhiều về cái con pivot này. Nhà đầu tư là mình mua điểm này sao ạ, thì bây giờ mình lãi bao nhiêu trăm, có phải mười mấy 20% không, 14-15% rồi, mà các bạn làm gì một tháng ra 14-15%. Nên bạn phải chọn điểm mua cho nó đúng, ví dụ điểm mua này là điểm mua đẹp nhất bạn vào đi, giống như mình mua đúng điểm mua ở đây mà mình mua ở những cái nền, nếu mình phân tích được ở nó mình viết ai mình mua tại nền mình gom sẵn hàng thì lên đây mình đã có một biên độ lợi nhuận lớn. Còn nhà đầu tư nào mà mình mua không được những cái điểm tại nền sao, thì mua những điểm pivot hoặc là những điểm này bằng điểm mua chuẩn, các bạn mua đúng điểm mua chuẩn này đi, các bạn cầm nó khoảng 2-3 tháng mình, các bạn nhìn lại giá của nó sẽ rất là khác. Ở đây cũng là mô hình trên mô hình, đây cũng là mô hình VIN này, đây là gì, SCARST, thì đây Spring, thì đây những điểm test, thì đây điểm gì ạ, cái pha BU của nó. Quan trọng bạn có nhìn ra được cái pha nó không, còn mã phiếu này vẫn đang trên lại tăng. Và đối với nền tích lũy 8 tháng thì bạn cứ cầm cho mình đi, ít nhất mục tiêu phải lên giá 36, mục tiêu thứ hai nó phải lên giá khoảng 53 đối mặt cổ phiếu BVD. Còn sóng này mình đánh giá con BVD nó sẽ sóng cực kỳ lớn, nó là một cái con sóng khoảng 5 năm mới có một lần. Và dòng tiền vào đánh như thế này thì không thể bàn cãi rằng ở dòng tiền tiền của cá nhân nữa, nó đánh có cho ai mua đâu, nó rủ phát rớt hàng sạch ra này, đánh đòn này này nhà đầu tư không có lãi, rủ cái kiểu gì chạy bán hàng ra bắt đầu đánh lên cao, nhà đầu tư dám đu không, làm sao dám đu, bắt đầu kéo lên cho đầu tư mua mua giá cao này. Nên những mã phiếu mới bắt đầu vào con sóng thì bạn cứ chờ đợi gì ạ, những cái điểm chỉnh hoặc rung lắc các bạn lấy được đó, mã phiếu BVD giống như con GVR đó. Đây bạn thấy đi, khi mà bắt đầu này nó vào chân con sóng lớn, đây là SC, DAR, ST, Spring thì sẽ có những điểm test lại, thì đây cái điểm lấy đẹp nhất đối với mô hình Spring. Thì đây cái điểm gì ạ, điểm mua gia tăng, hoặc đây là những điểm có thể kích hoạt chu kỳ, bạn có thể mua điểm này sau đó bắt đầu kéo kéo lên, thì bạn chờ đợi sideways quay nó gì ạ, nó bắt test lại cái thì bạn tham gia. Thì BVD tương tự như vậy, nên bạn mua thì bạn có cái dẫn mua thì chờ đợi rồi nó sideways quay rồi xuất hiện những phiên gì ạ, sách ao gì đó nó rung rủng cái thì bạn vào lấy được đối với BVD. Nhìn chung con này mình đánh giá khá là đẹp, nó cũng có những cái dự án về gì ạ, Nobel môn rồi BR cũng phân tích khá nhiều này. Đây cũng là mô hình VIN. Và những cái điểm này là điểm Spring L3. Và thường thường Spring L3 là các bạn có thể là mua ngay khi mà bắt đầu test lại vân thấp như thế này. Test lại vân thấp thì đây điểm test công bằng mua chuẩn nhất này, mua điểm này và các bạn cứ nắm giữ. Cột tiêu của con này thì nó tương tự như ACB là lên giá khoảng 22, tại vì có một cái gap lắp ra, nó sẽ có xu hướng nó quay về lắp trong tương lai, 80% là như vậy. Giống như ACB đoạn trước ấy, mình nói rằng ở cái đoạn này nó rơi thì khả năng các bạn nào có kiên nhẫn và nắm được thì các bạn cứ nắm đi. Khi nào lên lắp gap thì hãy bán. Còn bạn không kiên nhẫn, bạn thấy nó sideways quay một thời gian, các bạn chán nản, các bạn thấy xấu quá bạn bán ra, thì sau đó tăng lên trở lại này thì bạn bắt đầu các bạn mất hàng thôi, và bạn cắt lỗ vùng giá đáy thôi, nó đơn giản như vậy. Lúc mà người ta thấy đẹp thì sao mình thấy xấu, còn lúc nhà đầu tư thấy xấu thì mình thấy đẹp. Nên bạn thấy đi, hầu như con BR đánh cũng tương tự như con gì, con ACB mở gap sideways một thời gian cũng sẽ lên lắp gap. Thì con BR này các bạn thấy có cái gap này thì mục tiêu nó phải lên 22 các bạn hãy bán. Còn đối với mình thì nhà đầu tư mua được điểm này cứ nắm giữ, còn trên đây này sideways test hai đáy lên thì bạn có thể mua được này. Đánh giống đoạn nào, đây mình chỉ ra cái đoạn cho nó đánh tương tự như đoạn phía trước cho bạn xem này, cái này chu kỳ đầu thôi. Rồi chu kỳ đầu thì đây cái điểm gì ạ, đây là cái điểm dòng tiền vào này, thì bắt đầu test test lại thì cái con gì ạ, con BR đang đâu đoạn này này nó phải còn nhịp kéo nữa. Và nhìn cái chu kỳ phía trước đi, các bạn thấy nó cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy, quan trọng bạn phát hiện được cái form của nó đánh hay không. Ví dụ cái form đó này nó rủ này, nó rủ khoảng 25%, bắt đầu tạo mấy mấy đáy lên này, một đáy, hai đáy, ba đáy lên, thì bạn thấy cái dòng tiền vào đầu tiên này bắt đầu quay lại retest cái này, thì đây là điểm test là Spring này, thì đây dòng tiền vào này nó vào nó đánh này, nó bắt đầu chị thấy đây nó bắn kéo kéo lên này, nó dựng cái là kéo 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 lên, thì BR đâu đâu đấy đâu đây đang quanh đoạn này thôi, nó sẽ còn nhịp kéo lên khá mạnh. Từ đây đến đây bạn thấy đi còn bao nhiêu trăm, nó gần 2 mấy % làm gì ra 1 tháng 2 mấy % bạn, hay giống đoạn này nó đi nó kéo lên sau bắt đầu kéo cân bằng sai quay và kéo lên nhịp nữa, nó phải đánh vượt đỉnh. Thường thường sẽ đánh như vậy, các bạn thấy cái firm đó đi rủ khoảng 25%, mà đoạn này là đoạn gom hàng của tổ chức, và để thoát ra được không, làm sao thoát ra được, các bạn đánh đây này thị trường xấu nó xấu theo, rủ xuống để ở đây gom lại cái lượng hàng thôi, gom hàng giá thấp sao họ phải buộc họ đánh lên, dòng tiền tổ chức họ vào đánh lên, nên các bạn thấy nó tăng tăng lên liên tục này, có khi nào chỉnh phủ nhận hoàn toàn cái tiền vàng được không. Nên nhiều tôi là mua được cái vị thế tốt cứ nắm giữ.
giống như con BID á, lúc trước các bạn thấy đi, trước khi nó gì ạ, trước khi nó đẹp luôn luôn, nó xấu xa cả, nhưng mà sau đó bắt đầu các bạn thấy đẹp không? Đẹp. Lúc đầu thì đi chậm lắm nhưng mà kết thúc nó sẽ đi rất là nhanh. Nên những mã cổ phiếu như BR giai đoạn đầu thì bạn thấy chậm chậm như thôi, nhưng mà đến những lúc ấy mà nó chạy xe rất là kinh, tại vì nó sẵn cơm. Nên bạn có thể lưu ý đó, BR này mục tiêu giá 22 là ít nhất đó, con này có thể mục tiêu xa hơn đối với BR. Còn cái dòng này BVS thì nó hơi yếu tại vì cái biên của nó khá lỏng. Với lại các bạn thấy mẫu hình nó cũng tương tự BVD hoặc là những cái mã cổ phiếu như con gì GMD, với lại những mã cổ phiếu như con FLT. Nhưng mà phiếu này các bạn có cấm giữ, nhưng mà đối với mình mua thì chúng ta phải mua khi nào? Khi mà nó vượt hết những cản chéo là điểm mua đầu tiên. Còn điểm mua thứ hai là khi nó vượt gì ạ? Khi mà nó vượt khoảng với cái hợp Davos của nó. Chúng ta phải chia ra tỷ vụ sử dụng vốn sao cho nó hợp lý. Ví dụ các bạn mua cái cổ phiếu đi, ví dụ các bạn mua cổ phiếu thì bạn mua ở điểm 1 50%, nếu các bạn đúng thì cái điểm 2 bạn mới gia tăng lên 100% vốn. Tại vì sao? Ví dụ khi bạn gia tăng 100% vốn ở cái này thì cái giá vốn bạn loanh quanh ở giữa là nó vọt lẫn quanh quanh nền, lúc nó chỉnh xong nó sẽ không vi phạm điểm stop loss, nhưng mà lúc nó kéo sao các bạn ăn được 100%. Nhưng mà nếu các bạn lỡ mua ở đây 50%, đúng giờ lỡ sai sao các bạn chỉ lỗ khoảng 50% trên 1/2 cái tổng vốn bạn thôi thì nó sẽ an toàn. Còn nếu đây bạn thấy vi phạm khoảng 50% thì các bạn thấy đi, đặt xuống đây bạn chỉ mất bao nhiêu ạ? Mất khoảng 50% 1/2 cái vốn này. Nếu các bạn thắng sao ạ? Các bạn thắng nhiều, nhưng mà các bạn thua thua ít thì chúng ta phải đi vốn sao cho nó hợp lý, chia ra nhiều lần các bạn mua thì nó mới chuẩn được, chứ không phải các bạn cứ all in vào một điểm lúc nó gãy thì mất hết 100%. Còn nếu ở đây gãy thì chúng ta mất 50% thôi, đúng thì chúng ta phải trung bình trở lên liên tục chúng ta mới tối ưu hóa được biên lợi nhuận. Nhưng mà phía này nhà đầu tư nào có cái nắm giữ mua mới thì cứ chờ đợi ở những điểm cân bằng hoặc những điểm vót đấy, nó vượt lên chúng ta lấy 50%, vượt cái cản xong chúng ta sẽ gia tăng thêm đường hàng. Còn bây giờ BVS vẫn khá đẹp, nắm giữ được. Rồi tiếp tục là nhóm gì ạ? À? Nhóm bất động sản thì con KDH là nó đánh tím thôi, còn những cái mã phiếu khác thì đánh giá thì nó vẫn chưa có tín hiệu gì mà quá đẹp. Giống KDH này là dòng tiền vào đại này, thì cái con này bạn có cứ nắm giữ được. Còn nhà đầu tư mua mới thì có thể chờ đợi những nhịp cân bằng phía sau có thể tham gia được. Còn cái dòng tiền này vào là dòng tiền bự nhất từ trước tới nay của KDH rồi, nên cho mình đánh giá rằng đã vượt trend và khả năng sẽ vào sóng. Nên lưu ý với con KDH đoạn sau, cái nền tích lũy dài này sẽ chưa thoát ra đường hàng đâu, cứ chờ đợi những biên xe quay hoặc là chỉnh chỉnh đỏ đỏ thì chúng ta sẽ canh lấy được. Đối với KDH, KDH vẫn đẹp. Còn DG dòng tiền chưa vào mình sẽ chưa vào, tình biết nó có đánh lên hay không hay là từ đây nó lại rủ sinh nhịp nữa thì sao, chúng ta chưa biết được. Nên những mã phiếu như dòng bất động sản sẽ đánh cũng đánh riêng lẻ lắm, nên những cái mã phiếu bất động sản nó muốn vào sóng sao nó phải chờ những cái sóng khác nó chỉnh xong thì lúc đó mới vào sóng. Còn những con nào mạnh thì vẫn có thể tăng trước bình thường. Và mình bây giờ mình sẽ bật mí cho bạn ấy về cái cách mà chúng ta xác nhận là khi nào cổ phiếu nó hết sóng hoặc là khi nào nó sẽ tăng, nó sẽ chậm hơn. Ví dụ các bạn thấy đi, con HG chu kỳ phía trước khi nào nó sẽ bắt đầu nó hết sóng các bạn? Đây, nó đi lên từ nền số 3 lỏng lẻo và bắt đầu nó chuyển qua sóng khác. Ví dụ các bạn thấy khi nào mà con HG hết sóng, nó phải giao dịch biên lỏng như này này, nó phải có nhịp gãy rổ mới bắt đầu hết sóng. Còn khi mà biên độ không gãy rổ xong cứ đi lên bò vẫn tăng tiếp thôi. Nên những mã phiếu nào hiện tại bây giờ có sóng thì nó sẽ tiếp tục có sóng, khi nào xuất hiện cái tín hiệu này nó mới bắt đầu nó hết sóng, mới bắt đầu chuyển qua sóng khác. Ví dụ các bạn thấy HG này, STB này, thời gian đó là hai cái con này này, nó giao dịch biên lỏng thì các bạn thấy đoạn sau nó hết sóng, nó tăng khá chậm, nó nhường tiền cho những nhóm ngành khác như là con HDC này. Đoạn đó sóng bất động sản sóng to, các bạn thấy sóng rất to này, đến những lúc nào giao dịch biên lỏng như này này thì lúc đó mới bắt đầu nó kết thúc chu kỳ sóng của nó. Thì bạn thấy đoạn này sóng nào mà đang diễn ra thì sẽ vẫn tiếp tục sóng đó đến những cái lúc ấy mà cái sóng đó nó kết thúc mới bắt đầu chuyển qua sóng khác. Hoặc là cái giai đoạn gần đây đây, các bạn thấy LCG cái sóng đầu tiên đó đó, đây cái sóng này là sóng mạnh nhất đúng không ạ? Rồi sau khi sóng này nó mạnh xong bắt đầu giao dịch như thế này này thì bắt đầu nó yếu lại, thì nhường cho sóng gọi là chứng khoán. Sau đó bạn thấy chứng khoán nó yếu lại đi thì đoạn này này nó bắt đầu nhường qua gì, sóng ngân hàng, nó sẽ như vậy. Thì đoạn này cũng đang có vài sóng thôi, sóng ngân hàng rồi sóng gì nữa ạ? Rồi sóng công nghiệp và sóng những cái mã cổ phiếu trên cao á, như FPT, DGC, sóng của FPT rồi á, sóng của DGC là những cái mã phiếu hóa chất đồ đó. Rồi bây giờ bắt đầu xuất hiện một vài mã cổ phiếu ngân lẻ như KDH hay là DG World hay những cái mã cổ phiếu như BVD cũng có sóng thôi, còn hầu lại thì chủ yếu là đi ngang. Giống như con Nam Long thì mình giá cũng chưa vào sóng hẳn đâu, tiền nó vào cũng chưa mạnh mẽ lắm, nhìn chung cái nền của nó cũng khá đẹp, cũng tạo ra mô hình ba đầu vai, nên cứ chờ đợi thêm tín hiệu phía sau để chúng ta tham gia. Nếu mà bất động sản thì mình đánh giá cao là con KDH với lại Nam Long thôi, còn những cái mã cổ phiếu như BDR thì nhìn chung nó vẫn chưa tín hiệu vào sóng, hay là con gì nữa HDC vẫn chưa tín hiệu vào sóng, ta cứ chờ thôi, khi nào vào sóng ta vào. Còn những cái nhóm ngành như dòng thép thì con HBG là đẹp nhất này. Các bạn trên thị trường này cứ xác nhận ở cái cây này tiền vào các bạn vào nó sẽ an toàn nhất.
Nên bạn thấy đi, mô hình VCB hẹp, dòng tiền vào, hôm trước mình có hô sóng thép thì bây giờ nó vẫn vào cái sóng thép. Và con HBG vẫn con mạnh nhất, thì các bạn đánh được con này bạn đang có lại những biên độ lợi nhuận khá lớn. Các bạn vào đúng cái điểm break của nó, khi nó bước vào gì ạ? Bước vào sóng tăng thôi, thì bạn nắm giữ đúng điểm này các bạn sẽ rất an toàn. Giống như GVR, các bạn vào đúng cái điểm này đi, các bạn nắm giữ khá an toàn. Và các bạn thấy SSI như phía trước ấy, tương tự như cái con gì ạ? Như con HBG ấy. Đoạn này ví dụ VCB thu hẹp này, dòng tiền vào thì điểm này các bạn mua điểm đẹp nhất này, bạn mua đúng điểm này bạn nắm giữ thôi. Rồi đoạn sau ví dụ như con HBG nó sideways này, nhà đầu tư nào trải trải thì những nhịp test này chỉnh chỉnh đỏ đỏ này để tham gia, rồi nắm giữ hết chu kỳ của nó. Thì bạn thấy y chang mô hình của HBG hiện tại nó đâu khác gì đâu. Mô hình lặp đi lặp lại, bạn cứ thấy vào firm bạn đánh thôi. Nên cái điểm này điểm mua đẹp nhất rồi, còn nhà đầu tư nào mua trải trải thì chờ đợi những điểm sideways rũ bỏ một cái chúng ta tham gia được. Canh điểm mua tốt đối với HBG được. SG hôm qua cũng đẹp này, Nam Kim cũng đẹp này, khả năng ấy thứ hai cũng sẽ đánh. Nhưng bạn đánh thì đánh HBG đẹp nhất. Và là VGS nó mới đem lại biên độ lợi nhuận lớn nhất. Giống như bạn đánh nguyên dòng cảng biển đi, Gamadex mới chạy mạnh, HAH chạy yếu hơn tí, còn SGB hay là VOT nó sẽ chạy yếu hơn. Thì đối với dòng thép thì mình đánh giá rằng HBG nó mạnh hoặc là VGS nó mạnh. Các bạn nhìn một cái mã cổ phiếu mạnh là như thế nào, nó ở kênh trên, mẫu hình đẹp là mẫu hình mạnh nhất. Ví dụ con VND ở chu kỳ phía trước các bạn mua cùng thời điểm đối với SSI, con VND nó vượt đỉnh, nó đem lại khoảng gần 400% biên độ lợi nhuận. Các bạn đo đi từ đây lên đây bao nhiêu trăm để mình cắt cái chạy này lại đó, từ đây bao nhiêu trăm, 300%, cũng mua một thời điểm đó ngày 22 tháng 4 đi. Đối với con gì à? SSI, con nào mạnh hơn thì bạn đánh con đó thôi. Đây bạn thấy này, tháng 5 tháng 4 đâu đây này, dưới đây này nó gãy rũ mà nó dưới cái đỉnh non thì nó yếu thì lên đạt đỉnh biên độ lợi nhuận khoảng 150%, nó bằng 1/2 so cổ phiếu dẫn dắt. Nên đánh đánh cổ phiếu dẫn dắt thôi, HBG VS là mạnh nhất rồi, cứ canh những con này là đánh. Mình chỉ phân loại ra cho bạn biết những cổ phiếu nào mạnh, cổ phiếu nào yếu để cho bạn dễ dàng hành động thôi. Còn dòng ngân hàng thì đánh giá nó sẽ tích lũy và sideways thời gian, còn nói với hết sóng thì mình đánh giá chưa hết sóng đâu, đoạn sau nó sẽ tiếp tục vào sóng của nó. Đoạn này OCB Techcombank thì chờ cân bằng điều chỉnh một thời gian mới bắt đầu nó vào sóng mới, chứ nó tăng nóng thì chúng ta sẽ tăng khá nóng. Nên đối với mình thì dòng ngân hàng thì cứ chờ đợi cho tích lũy một thời gian, còn bây giờ nó chưa vào sóng mới, tại vì sao, nó đã gặp lại những cái đỉnh mọi thời đại của nó, hoặc là gặp lại những ví dụ vùng cản mạnh của nó. Nhưng như MB Bank đi, cái đỉnh mọi thời đại của nó thì không phải cần tích lũy sẽ quay lâu lắm bạn, chứ bạn muốn lên liền sẽ chưa lên liền đâu. Giống như cái đỉnh mọi thời đại đó này, có khi nó sách ao một viên khá là cao luôn ấy. Hoặc là những cái đoạn này nó gặp lại những cái đỉnh của nó, sau nó phải xoay quay một thời gian nó bắt đầu được tăng, chứ các bạn kêu tăng hoài sao tăng hoài được. Giống như gặp đại cản nó phải xoay quay, hấp thụ lượng cung vô, tôi kẹp hàng bán ra, có lại bán ra thì sau đó mới tăng tiếp. Nên ngân hàng đó mình thì đoạn này mình chưa đánh lại đâu, tại vì sao, nó sẽ quay mà, đợi cho sẽ quay thành công mình sẽ vào mình đánh. Chứ nhìn chung giống như con Tiên Phong Banh các bạn thấy đi, nó cứ đánh giật lên giật xuống biên độ lớn như này sẽ cần sẽ quay khá là lâu á. Đoạn này đang giật lên giật xuống mà sẽ quay biên độ lớn thì chúng ta cứ chờ đợi thêm. Đó, nhưng mà phiếu này làm gì các bạn, đánh thì canh ACB, MB Bank hoặc là CTG đánh, nhưng mà phiếu này này đợi nó chỉnh xong cân bằng xong đi vào đánh, nó sẽ còn nhịp chuyển rút nữa, còn khi nào chuyển rút mình sẽ hướng dẫn bạn vào đánh sau. Khu công nghiệp bạn có thể lưu ý được này, khu công nghiệp để mình coi coi, đây có GVR, các bạn thấy đánh tương tự như con MBB ở đoạn trước ấy. Bạn thấy dòng tiền vào thì dòng tiền tổ chức họ vào sẽ không thoát ra được. Cái nền tích lũy bao nhiêu tháng à, từ tháng 7 cho đến khoảng là tháng 1 thì bạn thấy tích lũy là khoảng 7 8 tháng mới đánh lên, chưa thoát ra được đâu, nó đang ở cái nhịp số 3 của cái nền nhỏ giống như MBB á. Mình phân tích khá rõ ràng nè, đang cái nền này cũng MB nè, cứ giật lên giật xuống nó sẽ có nhịp chạy thôi. Nên bạn nào có cứ nắm giữ hoặc canh cây sách ao to to cái này vào lấy được cái GVR. Còn sóng công nghiệp hiện tại đang có sóng rồi thì bạn cứ nắm giữ thêm, những con này sẽ tiếp tục vào sóng chứ nó chưa có tín hiệu gọi là gì à? Dạ, rũ bỏ hay biên độ lớn thì sẽ chưa gọi là chưa gãy đâu. Nếu bạn cứ yên tâm nắm giữ đó GVR, muốn có thì cứ nắm giữ, hoặc là muốn mua mới thì cứ chờ tiếp đỏ đỏ chúng ta tham gia lấy được. VGC cũng mạnh này, rồi con gì nữa à? SSC hay BSR cũng mạnh, nhưng mà mạnh nhất là GVR. Lưu ý muốn đánh đánh GVR, top 2 là con BSR. Còn mọi phiếu khác bạn có cứ nắm giữ thêm. Nhìn chung thị trường uptrend thì mua đúng là nắm giữ là chính, cho bạn đừng có nhảy ra nhảy vô nhiều. Thì sau đó khi chúng ta nó gãy chúng ta sẽ rất dễ dàng kẹp tay cộng. Trong thị trường mà vào uptrend thì chúng ta phải có chiến lược là đánh gì? Đánh nắm giữ. Uptrend vào trend thì sao? Cứ mua break rồi đánh nắm giữ giúp mình. Còn thị trường downtrend thì cứ đứng ngoài, thị trường sideways bắt đầu canh gì? Mua tại nền và bán khi break. Cái đó là chiến lược hợp lý. Tại vì các bạn thấy đi, nó sideways thì cứ bạn cứ mua gì ạ? Chọn những phiên tích cung bằng mua này, break lên các bạn bán này. Rồi chờ những phiên gì ạ? Tích cung bằng mua này, break lên bằng bán này, chứ bạn thấy break lên bằng mua.
hàng về cắt lỗ, bà đặt lên mà mua hàng về cắt lỗ, nó đánh như vậy thì các bạn sẽ cắt lỗ liên tục trong phiên sẽ quay, mặc dù cổ phiếu không tăng không giảm nhưng bạn tiêu hết tài khoản là do bạn mua đỉnh bán đáy. Còn lưu trường trên đây tăng thì cứ xong và mua rồi nắm giữ là thắng. Chúng ta chọn cổ phiếu dẫn dắt chúng ta đầu tư, chứ chúng ta chọn sai dòng chúng ta cũng sẽ không có biên độ lợi nhuận nhiều đâu. Rồi tiếp tục thêm một cái mã phiếu bạn lưu ý được là mình đánh giá có thương mại, có DC World. DC World khá mạnh đấy, nó cách đỉnh khoảng 52 tuần của nó cũng cũng không xa lắm, nó cũng gần cái đỉnh 52 tuần của nó. Từ đây tới đây các bạn thấy đi, đỉnh 52 tuần của nó khoảng bao nhiêu ạ? Khoảng 40%, mình đánh giá cũng khá là nhẹ nhàng hơn so cổ phiếu khác. Có nhiều cổ phiếu cách đỉnh khoảng 70%, nhưng mà phiếu này cách cách đỉnh gọi là rất là ít thì cổ phiếu này khả năng cũng sẽ vào sóng khá là cao. Nên quan điểm mình thì nhà đầu tư có cứ nắm giữ, còn đây cũng là từ nền tảng số 2 đi lên đánh tương tự GVR. Nên bạn canh những cái điểm chỉnh đỏ đỏ lấy được đối với con gì ạ? DC World canh chỉnh đỏ đỏ về giá khoảng là 58.4 585 có thể lấy được. Giống như GVR. Dòng tiền vào đầu tiên này bắt đầu lên cân bằng sideways, nó rụng cái này cân bằng sẽ vào sóng. Thì DC World nó cũng lên gặp lại cản đây, nó sideways cân bằng thị trường có chỉnh hoặc rung lắc đi nó cũng sẽ sideways thời gian, bạn canh chỉnh nhịp lấy được hoặc xuất hiện tích cung các bạn lấy được đối với con DC World. Các bạn cứ nhìn form GVR thôi thì các bạn đánh. Nhiều DC World động tới này nó bắt đầu nó giật lên giật xuống sideways các bạn chờ rủ như thế này này. Xuất hiện những tín hiệu gì ạ? No supply bar này, tích cung bar này là bạn vào bạn lấy là đẹp nhất. Còn khi nào xuất hiện tín hiệu đó mình sẽ hướng dẫn bạn lấy sao. Còn FLT đã qua điểm mua thì mình sẽ không hướng dẫn mua. Còn BET thì thanh khoản cũng khá là thấp, kênh dưới sẽ không đánh. Mà LUG thì cũng là cổ phiếu trụ mà tiền bây giờ chưa vào trụ lại đâu. Bạn cứ chờ thêm đi. Thì nhìn chung mình cũng đã đi sơ lược qua dòng thị trường để bạn có thể nắm bắt và tham khảo. Thì quan điểm của mình thì trong thời gian sắp tới nó sẽ đi sideways và bạn cứ tập trung cổ phiếu là chính, chọn cổ phiếu mạnh mạnh để đầu tư. Mình cũng đã phân loại ra những cổ phiếu mạnh, cổ phiếu yếu để bạn đầu tư rồi. Còn bạn nào mà muốn tham gia những khóa học để biết được ở những điểm mua chuẩn hơn ấy, rồi biết được những cái cách đi vốn, quản trị danh mục như thế nào, thì các bạn có thể là gì ạ? Nhắn tin cho bạn trợ lý của mình để vào những cái lớp học đó, thế mình cũng sẽ có những khóa học cho bạn. Thì ví dụ như ở đâu ta, ví dụ như coaching đi, đây khóa coaching này mình sẽ mở cái khóa coaching này cho các bạn gì để các bạn tham gia đó. Các bạn cứ nhắn tin bằng trợ lý để đưa vào những cái khóa coaching này, thì cái buổi học nó sẽ gồm 10 buổi, thì nó sẽ gồm những cái nội dung sau đây. Các bạn thấy thứ nhất là gì ạ? Đây bản chất thị trường, chu kỳ cổ phiếu, xác định hỗ trợ kháng cự 7 đến 3 bậc cao, các mô hình chuẩn này, rồi mẫu hình tạo đáy VSI, cách xác nhận đáy thị trường, phương pháp quản trị doanh nghiệp, rồi phương pháp bán, rồi cách xác nhận đỉnh thị trường. Để học xong khóa học này bạn biết ở đâu điểm mua, đâu điểm bán, rồi mua sao cho đúng, bán sao cho đúng, rồi quản trị danh mục như thế nào, rồi biết khi nào để thoát ra khỏi thị trường. Chứ các bạn biết là thị trường ta lên ai cũng kiếm được tiền, nhưng thị trường chúng ta xuống ai là người giữ được tiền mới là người quan trọng. Thị trường xuống ai là người còn mạnh quần mới là người chiến thắng, đó là câu nói của ông Warren Buffett. Nên chúng ta cứ đăng ký thông qua những bạn gì ạ, bạn trợ lý của mình đi. Một lần nữa cảm ơn nhà đầu tư đã lắng nghe ủng hộ kênh.